tá, cựu trưởng công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê bị viện kiểm sát đề nghị phạt 9 đến 10 năm tù về tội nhận hối lộ. Chiều ngày 13 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xử sơ thẩm vụ tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù và nhận hối lộ xảy ra tại công an quận Tây Hồ, Hà Nội. Kết thúc phần xét hỏi, hội đồng xét xử tuyên bố chuyển sang phần tranh luận. Mở đầu, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo. Về trách nhiệm hình sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Phùng Anh Lê, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, 9 đến 10 năm tù về tội nhận hối lộ. Ba bị cáo còn lại cùng bị đề nghị phạm tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Trong đó, Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng cảnh sát hình sự, bị đề nghị án tù bằng thời hạn tạm giam, tức 10 tháng 27 ngày, trả tự do tại tòa. Hai bị cáo Vũ Công Ngọc, cựu đội phó cảnh sát hình sự, và Lê Đình Trung, cựu đội phó cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, cùng bị đề nghị 8 đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị truy thu số tiền 110 triệu đồng mà bị cáo Phùng Anh Lê hưởng lợi bất chính để xung quỹ nhà nước. Theo viện kiểm sát, ngày 22 tháng 9 năm 2016, Nguyễn Hữu Tài, trú tại Hà Nội, bị công an quận Tây Hồ tạm giữ hình sự để điều tra vụ việc có dấu hiệu bắt giữ người trái phép. Người nhà của Tài thông qua các mối quan hệ đưa 110 triệu đồng cho bị cáo Lê để nhờ giúp đỡ. Nhận tiền, bị cáo Lê chỉ đạo cấp dưới thả Tài ra khỏi nhà tạm giữ trái pháp luật. Tài được về nhà, vụ việc vi phạm không bị xử lý theo quy định. Mãi đến năm 2021, công an thành phố Hà Nội phát hiện, xử lý hình sự Tài và đồng phạm, đồng thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để điều tra sai phạm của các cán bộ tại công an quận Tây Hồ. Vụ án này, bị cáo Phùng Anh Lê bị cáo buộc có vai trò chủ mưu. Ba bị cáo còn lại nhận thức được hành vi của mình thực hiện theo chỉ đạo của ông Lê là trái pháp luật, nhưng trước và sau khi thực hiện đã không báo cáo lên cấp có thẩm quyền, cũng không thông báo cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết, nên phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả gây ra. Quá trình xét xử tại tòa, ba bị cáo Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc và Lê Đình Trung đều thừa nhận hành vi sai phạm. Trong khi đó, cựu trưởng công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê một mực phủ nhận cáo buộc. Ông Lê đề nghị thay đổi kiểm sát viên vì cho rằng có yếu tố mống cung, dọa nạt, không khách quan. Tuy nhiên, đề nghị này không được hội đồng xét xử chấp nhận vì không có lý do chính đáng. Đối với cáo buộc thả người trái pháp luật, ông Lê nói không có chuyện mình chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tha Nguyễn Hữu Tài ra khỏi nhà tạm giữ. Cựu đại tá cho rằng mình bị người khác cay cú, đổ tội nhằm giảm nhẹ trách nhiệm của họ trong vụ án. Đối với cáo buộc nhận hối lộ, ông Lê cũng phản đối lời khai của ông Phùng Văn Bảy là chú họ, người đóng vai trò trung gian nhận rồi đưa tiền cho bị cáo. Ông Lê khai không biết sự việc của Tài, không thỏa thuận, cũng không nhận tiền từ ông Bảy, tất cả là do ông Bảy dựng lên. Cựu trưởng công an quận Tây Hồ đề nghị hội đồng xét xử đình chỉ xét xử vụ án nhận hối lộ, trả tự do cho mình. Cựu đại tá Phùng Anh Lê nói mình bị cay cú, đổ tội. Ngày 13 tháng 8 năm 2022. Giám đốc trộm tài sản của đối tác vì chậm tiến độ. Pháp luật online, tức giận vì đối tác không thi công đúng tiến độ, gây thiệt hại, giám đốc công ty đã lấy xà lan của bị hại rồi tìm người bán. Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ Nguyễn Ngọc Quy, sinh năm 1969, ở thành phố Hồ Chí Minh, bị truy tố, xét xử về tội trộm cắp tài sản để điều tra lại. Theo hồ sơ, Quy là giám đốc một công ty xây dựng tại tỉnh Bến Tre. Ngày 5 tháng 6 năm 2020, Quy ký hợp đồng kinh tế với một công ty xây dựng khác để thi công công trình hút cát và nạo vét bùn thông luồng tại cảng cá Bình Đại, huyện Bình Đại, Bến Tre. Sau đó, Quy ký hợp đồng thi công lại công trình với anh Nhe, sinh năm 1982, ở Hậu Giang. Theo nội dung hợp đồng giữa hai bên, thời hạn hoàn thành công trình là 25 ngày, kể từ ngày 5 tháng 7 năm 2020, giá trị 350 triệu đồng. Sau khi ký hợp đồng, anh E đưa tàu sắt, xà lan, số hiệu HG427 đến thi công, Quy tạm ứng cho đối tác 95 triệu đồng. Do lòng sông tại khu vực thi công có nhiều chất thải rắn, vỏ xe, dây nhựa, sỏi đá, anh E thi công không hoàn thành tiến độ theo hợp đồng. Quy nhiều lần gọi điện đôn đốc anh E đảm bảo tiến độ thi công nhưng người này không thực hiện theo yêu cầu. Do chậm tiến độ thi công, không có khối lượng nghiệm thu công trình Huy bị thanh lý hợp đồng. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình thi công công trình do Huy chịu trách nhiệm. Tức giận vì anh E đã gây thiệt hại cho mình, Huy thuê người kéo xà lan đi sửa chữa, sửa lại rồi tìm người bán. Khi được báo xà lan bị mất, anh E tổ chức đi tìm và làm đơn tố cáo. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, chiếc xà lan được tìm thấy ở nơi sửa chữa và trả lại cho bị hại. Sự sơ thẩm,
Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre nhận định Huy có hành vi gian dối, lén lút kéo xà lan đi. Sau đó Sơn thay đổi màu sắc rồi tìm người bán lại nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Hơn nữa, tài sản mà Huy lấy cắp có giá trị hơn 500 triệu đồng là tình tiết tăng nặng nên tòa tuyên phạt Huy 12 năm tù. Sau đó, Huy kháng cáo kêu oan. Tòa phúc thẩm cho rằng, Huy khai trước khi kéo xà lan đi đã gặp vợ chồng anh E, nói chuyện về việc mình sẽ quản lý xà lan nhưng cấp sơ thẩm chưa cho các bên đối chất với nhau. Huy cho rằng có liên hệ với một cán bộ biên phòng để xin gửi xà lan và nhờ anh này liên hệ với người quen để thuê chuyển xà lan đi, nhưng việc này cũng chưa được làm rõ. Bị cáo khai việc sơn lại xà lan không phải là đề nghị của bị cáo mà là do yêu cầu của bên sửa chữa. Việc này, cấp sơ thẩm cũng chưa xem xét. Ngoài ra, việc định giá tài sản là chiếc xà lan có giá trị hơn 500 triệu đồng để định khung cho bị cáo là chưa khách quan. Từ các lý do trên, hội đồng xét xử quyết định tuyên án như trên.